Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết sáng nay của báo Thanh hóa điện tử. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay, 25 tháng 7, mưa lớn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An giảm dần. Dự báo chi tiết thời tiết tại các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hôm nay, 25 tháng 7 như sau. Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rông, trưa chiều hưởng nắng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C, độ ẩm từ 73 đến 97%. Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lạc, Thạch Thành, Cẩm Thủy. Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giải rác có rông. Trưa chiều hưởng nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C, độ ẩm từ 75 đến 98%. Khu vực như Xuân, như Thanh, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, chưa chiều hưởng nắng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ C, độ ẩm từ 75 đến 98%. Khu vực Thọ Xuân, Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Yên Định. Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác, chưa chiều hưởng nắng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ C, độ ẩm từ 77 đến 98%. Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Đông Sơn, Quảng Sương, Nông Cống. Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác, chưa chiều hưởng nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ C, độ ẩm từ 78 đến 98%. Khu vực thị xã Bìm Sơn, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và rông, chưa chiều hưởng nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C, độ ẩm từ 76 đến 98%. Khu vực thành phố Thanh Hóa, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và rông, trưa chiều hưởng nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ C, độ ẩm từ 76 đến 98%. Khu vực thành phố Sầm Sơn, đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác, trưa chiều hưởng nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ C, độ ẩm từ 78 đến 98%. Khu vực thị xã Nghi Sơn, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và rông, trưa chiều hưởng nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C, độ ẩm từ 78 đến 98%. Vùng biển Thanh Hóa, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rà và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa rông. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao từ 1 đến 2,2 m Tiếp theo là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước hôm nay ngày 25 tháng 7. Khu vực thủ đô Hà Nội có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và rông cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, riêng khu Tây Bắc từ 21 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, riêng khu Tây Bắc từ 28 đến 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, đêm có mưa vừa, mưa to và rông. Cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các tỉnh phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C, phía Nam có nơi trên 35 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay của Báo Thanh Hóa Điện Tử. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!